Phải chi mình nhẹ nhàng từ làng mai lướt gió êm đềm, phải chi mình nhẹ nhàng từ nụ hoa nở trong bình minh, phải chi mình mềm thật mềm và xuân sóng xanh trong chiều. Hay lắm, em có tố chất để thành ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng mà trong giọng hát của em á, hình như còn hơi bị mỏng và hơi không có đặt cảm xúc vào trong đó. Nếu em được đào tạo á, anh nghĩ em sẽ thành công á. Anh nói thiệt hả anh? Ừ. Anh uống gì em vô em lấy cho anh. À không, tại vì đi ngang qua đây á, anh nghe giọng hát của em hay quá nên anh nán lại đôi chút thôi. Anh Thiên à, anh có thể lặp lại những lời đó một lần nữa được không anh Thiên? Không được, em tránh xa ra anh 2 mét đi. Anh đã nói rồi, nói chuyện với anh á, đừng đứng gần anh. Miễn anh nói thiệt anh khen em là em vui lắm rồi. Anh có ông anh dạy tại trường nhạc, nếu như anh giới thiệu em qua bên đó thì ổng sẽ dạy cho em hát càng ngày càng hay hơn, và em sẽ tiến thân vào showbiz một cách nhanh chóng, em sẽ nổi tiếng. Trời ơi, cái gì vậy anh? Chờ chút đã, anh cảm nhận như là có nguồn vi khuẩn virus đó, nó đang tồn tại đâu đây, xung quanh trong bầu không khí này. Mệt quá, vi khuẩn virus em không quan tâm, em chỉ quan tâm đến những chuyện gì anh vừa nói thôi. Anh nói thiệt đúng không anh? Trời ơi, anh ơi, em đang tỉnh hay đang mơ? Đang tỉnh hay là đang mơ? Anh ơi, anh giống như một thiên thần xẹt ngang qua cuộc đời của em. Có phải là anh đang muốn chấp cho em đôi cánh để em bay cao, bay xa, xa hơn nữa đúng không anh? Anh ơi, chỉ em tới ngôi trường đó đi anh, để em đi học liền anh. Anh bận rồi, anh xin lỗi em nha. Anh bận cái gì? À, với em sau nha, chào em. Nhưng mà trời, cái gì làm ta cục hứng nghệ thuật ngang xương vậy trời? Lỗi người phụ nữ của tôi, ai lại để một người phụ nữ tay xách nách mang để những thứ tầm thường này làm ảnh hưởng đến thân thể ngọc ngà của em. Trời đất ơi, ông bị sao vậy? Cái gì người phụ nữ của tôi? Tôi là người phụ nữ của ông hồi nào? Tôi với ông đâu có dính líu gì đâu. Hả? Rồi ông nói vậy rồi lỡ mà người ta nghe được thì sao? Đừng có nói vậy nha, tôi không đồng ý nha. Trời đất ơi, người phụ nữ của tôi tình cảm quá vậy. Thôi đưa tiền cơm tháng này luôn đi. Tiền cơm tới tháng rồi. Vỡ mộng. Đang tình cảm với lại tiền. Tiền cơm cái gì? Đây. Cho con một ly cam ép. Một ly cam ép à? Dạ vâng. Được. Cứ đóng đà đồng đành, sáng nắng chiều mưa. Đúng là phụ nữ. Chú ơi chú, phụ nữ rất là phức tạp. Con nghĩ là chú không nên dây dưa với phụ nữ. Phụ nữ là một sinh vật rất là đặc biệt. Trong vòng một tháng có thể mất máu một tuần nhưng mà không chết, vẫn tồn tại trên hành tinh này. Và khi trí tưởng tượng người phụ nữ á chú, thì chỉ thua Van Gogh thôi. Một khi người phụ nữ muốn tìm hiểu người yêu mình á, thì chỉ số IQ á chỉ thua Einstein đó. Và đặc biệt á là khi mà người phụ nữ muốn viết ngôn tình, viết lách,
thì chỉ thua Mạc Ngôn mà thôi. Và khi người phụ nữ nổi cơn thịnh nộ thì sức mạnh của họ chỉ thua Ultraman. Và đặc biệt khi người phụ nữ ghen tuông thì độ tàn nhẫn chỉ thua IS mà thôi. Cho nên con nghĩ chú muốn chinh phục người phụ nữ thì chú phải... Phải làm sao? Chú chờ con chút. Alo? Hả? Cái gì? Biết. Rồi. Chú ơi chú, con có việc gấp phải đi rồi. Thôi con chào chú nha. Lại gấp à? Này, thế thì kết luận là vậy là phải làm sao? Đúng cái chuẩn bị nói câu kết thì lại đi. Giờ sao giờ chú? Mà cái thằng nó ác thật. Nó đưa chú lên mây xanh, rồi nó cho chú rơi tự do không có điểm dừng. Chú rất muốn tìm thấy nó để chú biết một cái câu trả lời cho nó đích đáng. Con cũng có khác gì chú đâu. Ảnh nói với con là ảnh sẽ giới thiệu con với bạn của ảnh để con vô trường nhạc viện học, rồi con sẽ trở thành người nổi tiếng. Vậy mà chưa thấy gì hết, cái ảnh biến mất tiêu. Kiếm hoài mà không được, không có liên lạc được ảnh luôn á. Mà sao tao lại ngu thế nhỉ? Tao lại không lấy số điện thoại của nó. Con nói thiệt với chú nha, con cũng nghĩ tới cái chuyện số điện thoại rồi. Mà con đi hết cái chung cư này luôn á, không có bất cứ một ai có số điện thoại của anh Trần Thiên luôn á. Không ai có à? Được rồi, chú đi đến một quyết định. Quyết định gì chú? Chú cháu mình đóng cửa quán này lại, đi tìm cho bằng được nó. Vài giờ, vài ngày, thậm chí cả tháng cũng phải tìm. Được đấy chú. Được chưa? Trên trời xuống dưới đất nè, gặp bà tám chung quán là biết tất nè. Ai thương ai hay ai thường hay khóc nhè. Tập hợp tại quán cà phê ngồi tám nhé. Trong một chung cư cấp 3, tôi tàn nằm bên cạnh khu chung cư Nguyên Nga. Ai dọn tới, ai dọn đi, ai đi đâu, ai làm gì, hỏi bà tám là biết hết. Nhưng đã ghi trong nhật ký chuyện gì, chương gì, chương gì vậy. Bình tay lại đừng nghe điều tầm bậy. Thị phi các kiểu dối trá đôi điều. Hãy tự tin rằng em rất đáng yêu. Tin vào tình yêu sẽ có người đang xa đang hệ. Dù vấp ngã hãy đứng lên và nói I'm ok. Đừng bỏ cuộc như thế, chỉ vì miệng lên trần thế. Hãy cứ sống và đôi đam mê sẽ có ngày vinh quang trên đường về. Nè, nè, biết.